wet. Go. Đây nhìn nó ra gớm này. Làm gì anh? Cái gì cho vòng cái ngoài vòng qua cái đổi nó vào trong ra nhé. Cái này bắt đầu cái này.
Yeah.
Đây. Cái xanh xanh đây. Không, cái xanh xanh đây. Ý mất đau đầu vâng anh cứ dầu cầu ra lên chỉ có Việt Nam những Việt Nam cái chỗ này không phải Việt Nam đâu đây là bài đâu vào đây chứ đây á không bấm gì không 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 lấy dao mổ bò đi thịt gà đi cảm ơn nhé vâng ok 3,5 tấn mà có 15 tấn à không hỏng thì lạ khí hậu có hơi đâu ấy đúng đấy ok sao có mắt có bị gì không kia ở trong đồng đây nó đang ngồi uống bia họ tí bảo cháu khẩu xe lên xe ô tô họ đi về này chẳng biết khẩu xe kiểu gì đấy bảo nó đang uống bia chờ đấy cháu là uống bia sáu bay vào mắt chưa có bị sập cái này chỗ này nó mới quệt vào tháo ra thôi nó có cá mà cái này nó có dấu chụp
và 6 cân mà đúng không? Đổ đi em phải phanh luôn. Ừ. Con nó ở trong gầm tôi ấy, sau khi lái dưới cái lái. Xin về nhá. Lấy rồi. Tôi qua về sớm ấy. Quá khó khăn. Cái này lỏng á, cái này lỏng á, tôi được phi xin luôn nhé. À, cái kiếp này thò con đưa đi chứ thật từ trước. Tiếp kim nhau. Rất cho tên của nhà hàng đấy. Quang quang á. Đây, lấy cái bình đi, đi. Mà lên.
500.000 quả. Bé nó quý. 500.000 quả. Bác còn vàng. Đây con kéo thằng sau ạ. Ừ, bốn quả đẹp như thế xong nhiều. Nó còn chưa dùng phát nào. Nó chỉ gọi nếu mà có rất 500.000 quả. 85.000 cứ đánh ra đây tôi tăng cho mà tôi nghĩ rằng là hôm trước ông tăng không đúng bài ông đấy người tôi bật tôi không lên xe lúc đấy có vợ ông đấy ngại bỏ mẹ ăn lại đó ông yêu không thì tôi đó không biết lấy ra đây tôi là ồ, đi trên thang phòng ơi ơi. Phòng nó sắp rơi ra rồi phải không? Ừ. Tao thay mẹ đi. Đây này. Anh ok. Đi thật này cũng đi kêu lắm. Đây này. Tiền ông cũng được nha. Bán năm nhá. Bán năm nhá. Bán năm đi. Tốt nhất bảo nó ra xem nhà không lúc mệt lắm. Đồng hồ mới tung lắm. Là không phải tụ. Nên bóng. Cái lọc thì kia cái lọc. Ôi, xong rồi lấy xe men đi về nó gặp mẹ nó thì ăn cứt vài chân rượu và làm xe máy ra nó lành bây giờ muốn một lon bia thì xe máy nó còn bắt lon bia nó xích luôn nào đã đi xe máy ra đó phải làm van đúng rồi đứng rồi ông thắng đi uống bia đâu nhỉ cái này nó không đi rồi, nó hết rồi, nó đi mà, không có thời gian thấy.
Lâm chân có đi thoải mái không nhỉ?
cái ba chân lắp cái thùng này rất là ngó kìa này không? Có bình thường cái ba bát trong ấy bát còn đấy ờ có suất nó phải ba trên một phòng ấy nói chung là có phải nó kéo vỡ thì bình thường chúng mình vỡ lấy một cái viền đúng rồi này ép nó không lại quanh tối kìa. Thứ hai là nước gì mà ta thấm ra máu nó nhanh hơn. Cũng lẻ tả lẻ tẻ này lâu đi luôn.
Thank you.